Và bây giờ chúng tôi sẽ băm cùng lúc hai dòng máy băm chuối Takeo TK 1.5 và Takeo TK 2020 để cho các bạn xem về chất lượng của máy cũng như sản phẩm máy băm ra như thế nào nha. Đầu tiên chúng ta mở khởi động, mở CD lên. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ xem chất lượng của hai dòng máy băm ra như thế nào ha. Đây là sản phẩm của máy băm chuối nghiêng TK 1.5 và sản phẩm của máy băm chuối TK 2020. Sản phẩm máy băm chuối hỗn hợp nghiêng TK 1.5 có năng suất từ 500 đến 800 kg trên giờ. Sản phẩm máy băm chuối Takeo TK 2020 có năng suất từ 2.000 kg đến 3.000 kg trên giờ, năng suất gấp 2 lần sản phẩm máy băm nghiêng. Nếu như các bạn có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm máy băm chuối thương hiệu Takeo, máy băm chuối nghiêng TK 1.5 và máy băm chuối TK 2020, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại ở bên dưới hotline của video cũng như đến showroom của chúng tôi tại 354 đường Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.